Nói trời ơi, tôi còn được có một con mà. Tôi ngồi trong cái nhà của em được cái thùng. Trời ơi, con mẹ con ngồi cái thùng này lấy hết cái thùng, là biết cái thùng đó không, cái thùng giống như mưa thùng tài đó, lấy nguyên cái thùng vậy cho anh ta mới biết là chó có chút lấy cái nồi lao ra nha. Về đó đó, nó đòi lại cái đuổi dai bó mày, cái nó lại nó có mùi à, nó mùi lấy cái nó giống hoàng hồi nhỏ mà chị không đưa cái mền cho nó hả?